Em chào cô chú anh chị em mình nha, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Hôm nay em lên cho anh em con máy Kubota E60 anh em nha. Kubota E60 tình trạng là bao zin bao chất lượng nha anh em nha. Đấy, mà đằng sau này ha, thì con này về là cái chá đèn nó bị bể ra anh em nha. Anh em nào mà muốn thì em sẽ gắn cái chá đèn lên cho anh em nha. Em lấy cái đầu đèn khác mình gắn vô cho ha. Đằng sau của nó này ha, dè bọng còn nguyên suy ha. Đấy, hơi hám cứng khừ. Đấy, bao zin cho anh em 100%. Trước tiên em sẽ test máy cho anh em xem ha. Thì anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Kubota E60. Cho anh em nhé, bao khói bao chất lượng cho anh em ha. Đấy, con này là Kubota E60 anh em nhé. Tình trạng là bao nguyên zin cho anh em. Đây có con E750 bét kim nó hơi màu mè, nó hơi xấu này. Đấy, em test cho anh em con này ha. Màu mè nó không được đẹp lắm nha, nó hơi nhem nhám này anh em nhé. Thấy không? Đó, dùng bao zin như anh em. Con này chốt cho anh em 11 triệu ha, bao ship này. Anh em nào cần liên hệ này.
nylon rất là đẹp nha, bao zin trăm trăm cho anh em nha. Chụp co đầu đen, chụp co này rất là đẹp ha, máy cực kỳ ok. Đứt nè. Đấy. Con này dùng dân ma bạc đạn em nhé, dè bọng con ok. Test cho anh em xem con này nha, anh em nào quan tâm liên hệ ha. Dương ha, địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Con này cũng dân ma L60 khúc xéo, oxy hải sản em còn ha, hàng mới về ha. Anh em nào cần thì liên hệ ha. Cục cục lớn, cục này cục nhỏ, ba cục oxy hải sản này bao ship toàn quốc ha, không phải cọc anh em nhé. Anh em mua cứ liên hệ, em ship về tận nơi cho nha, đảm bảo chất lượng nha anh em nhé. Rồi em chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé.